Kính chào quý bậc phụ huynh. Chào mừng tất cả các em học sinh đến với chương trình học tập môn toán lớp 4 trên đài Phát Thanh và Truyền hình Trà Vinh. Các em thân mến, như vậy là các em đã được học đến tuần 32 rồi. Cô tin chắc tất cả các em đều biết được những dụng cụ học tập cần thiết để chuẩn bị cho buổi học rồi phải không nào? Bây giờ cô và các em hãy cùng kiểm tra lại nhé. Như vậy, đồ dùng học tập của chúng ta gồm sách giáo khoa toán lớp 4, vở ghi bài, vở nháp, bút thước kẻ. Các em cần tập trung chú ý nghe cô giảng bài và thực hiện tốt mọi yêu cầu cùng cô. Các em phải ngồi học ngay ngắn và lưu ý phải giữ khoảng cách không quá gần màn hình tivi. Bây giờ cô mời các em vào phần đầu tiên của bài học hôm nay đó nhé. Phần khởi động. Khởi động. Câu 1 kết quả của phép tính 3167 x 204 bằng bao nhiêu? Cô có 3 đáp án. A. 19.002 B. 646068, C. 55.908 Bây giờ các em hãy đặt tính và tính bài toán này cho cô để tìm đáp án đúng, đúng nhé. Chắc em đã có kết quả chưa nào? Chắc hẳn là các em đã có rồi phải không? Bây giờ hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu kết quả cùng cô. Như vậy, phép tính đúng có kết quả của chúng ta sẽ là câu B 646.068. Bạn nào có cùng đáp án với cô? Cô có lại khen. Bây giờ, cô mời các em sang câu số 2. Câu 2, kết quả của phép tính 368 chia 24 bằng bao nhiêu? A. À, 307 B. 37 C. 370. Bây giờ cô mời các em bắt đầu làm bài để tìm kết quả đúng nhé. Các em có kết quả rồi phải không nào? Hãy đối chiếu kết quả cùng cô. Như vậy, kết quả của phép tính 7.368 chia 24 kết quả đúng sẽ là A. À, 307 Như vậy bạn nào có cùng đáp án với cô? Cô có lại khen Các em thân mến Ở các tiết học trước các em đã được làm quen với phân số Và được thực hiện các phép tính liên quan đến phân số Ở tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập các phép tính với phân số như vậy bài học của chúng ta hôm nay ở môn toán lớp 4 là bài Ôn tập về các phép tính với phân số. Cô mời các em mở sách giáo khoa toán lớp 4 trang 167. Các em thân mến, sau bài học này các em cần đạt được một số yêu cầu sau. Yêu cầu cần đạt thực hiện được cộng, trừ phân số. Tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số. Bây giờ Cô mời các em cùng vào hoạt động 1. Hoạt động 1, bài 1. Tính. A. À, 2 phần 7 cộng 4 phần 7. 6 phần 7 trừ 2 phần 7. 6 phần 7 trừ 4 phần 7. 4 phần 7 cộng 2 phần 7. Các em lưu ý cho cô. Đây là các phép tính. Cộng và phép tính trừ hai phân số cùng mẫu số như vậy muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào à muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số như vậy muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Bây giờ hãy nhớ hai quy tắc cơ vừa nhắc, chúng ta bắt đầu làm bài. Chắc hẳn tất cả các em đều có đáp án rồi phải không? Bây giờ hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu kết quả cùng cô. Ở phép tính đầu, 2 phần 7 cộng 4 phần 7 sẽ bằng à, 2 cộng 4. Chúng ta lấy tử số của phân số thứ nhất cộng với tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số là 7. Như vậy, 2 cộng 4 sẽ bằng 6 và chúng ta giữ nguyên mẫu được phân số là 6 phần 7. Phép tính kế tiếp, 6 phần 7 trừ 2 phần 7 sẽ bằng 6 trừ 2 giữ nguyên mẫu số là 7. 6 trừ 2 được 4, giữ nguyên mẫu số là 7, ta được phân số là 4 phần 7. Phép tính thứ 3, 6 phần 7 trừ 4 phần 7 bằng... Chúng ta lấy 6 trừ 4 và giữ nguyên mẫu số là 7. 6 trừ 4 được 2, giữ nguyên mẫu chúng ta được phân số là 2 phần 7. Phép tính thứ tư 4 phần 7 cộng 2 phần 7. Chúng ta lấy 4 cộng 2 và giữ nguyên mẫu số là 7. Như vậy 4 cộng 2 được 6, giữ nguyên mẫu số là 7, ta được phân số là 6 phần 7. Như vậy 4 phần 7 cộng 2 phần 7 bằng 6 phần 7. Các em vừa hoàn thành xong bài tập 1A, bạn nào có cùng đáp án với cô? Cô có lại khen. Bây giờ cô mời các em sang tiếp bài tập B. Bài 1 tính bài B 1 phần 3 cộng 5 phần 12, 9 phần 12 trừ 1 phần 3, 9 phần 12 trừ 5 phần 12, 5 phần 12 cộng 1 phần 3. Ở đây các em thấy chúng ta có các phép tính cộng hai phân số khác mẫu số trừ hai phân số khác mẫu số Tuy nhiên, chúng ta cũng có một bài tính về trừ hai phân số cùng mẫu số. Quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu số. Cô đã nhắc lại ở bài 1A. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại hai quy tắc cộng và trừ hai phân số khác mẫu số nhé. Như vậy, muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm như thế nào? À, cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó vậy muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng hai mẫu số đó rồi trừ hai phân số đó cô vừa nhắc lại cho các em phép cộng và phép trừ hai phân số khác mẫu số bây giờ các em hãy nhớ lại quy tắc và làm bài cùng cô có mời các em bắt đầu làm bài các em đã có kết quả rồi đúng không nào Bây giờ hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu kết quả cùng cô. Ở bài tính đầu tiên, phân số 1 phần 3 cộng 5 phần 12, chúng ta dễ dàng nhận thấy 12 chia hết cho 3. Như vậy 12 chia 3 bằng 4. Chúng ta lấy mẫu số chung của bài tính này là 12. Như vậy quy đồng phân số 1 phần 3 và chúng ta giữ nguyên phân số 5 phần 12. À phân số 1 phần 3 Cô sẽ quy đồng ra là Lấy 1 chúng ta nhân với 4 Được 4 Và 3 nhân 4 bằng 12 Chúng ta được phân số là 4 phần 12 Cộng giữ nguyên phân số 5 phần 12 Như vậy đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số 4 phần 12 cộng 5 phần 12 Sẽ cho ra kết quả là 9 phần 12 Đến đây chúng ta có thể rút gọn phân số 9 phần 12 bằng phân số 3 phần 4. Ở phép tính kế tiếp, 9 phần 12 trừ 1 phần 3. Ở đây chúng ta cũng thấy được 12 chia hết cho 3, 12 chia 3 được 4. Như vậy chúng ta lấy mẫu số chung là 12 chỉ quy đồng phân số 1 phần 3, phân số 9 phần 12 giữ nguyên. 9 phần 12 trừ phân số 1 phần 3, cô quy đồng, cô lấy 1 nhân với 4 và 3 nhân với 4, cô được phân số là 4 phần 12. Đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số. 9 phần 12 trừ 4 phần 12 sẽ cho ra kết quả là 5 phần 12. Ở phép tính kế tiếp, 9 phần 12 trừ 5 phần 12. Đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số. Chúng ta giữ nguyên mẫu số là 12 và lấy 9 trừ 5. 9 trừ 5 được 4 như vậy chúng ta được phân số 4 phần 12. Đến đây chúng ta có thể rút gọn phân số ra phân số là 1 phần 3. Như vậy 9 phần 12 trừ 5 phần 12 bằng 1 phần 3. Ở phép tính thứ tư 5 phần 12 cộng 1 phần 3. Chúng ta nhận thấy được 12 chia hết cho 3. 12 chia 3 được 4. Như vậy chúng ta giữ nguyên phân số 5 phần 12 và quy động phân số 1 phần 3. À, phân số 5 phần 12 chúng ta giữ nguyên. Phân số 1 phần 3 chúng ta sẽ quy đồng 1 nhân với 4 và 3 nhân với 4. Chúng ta ra phân số là 4 phần 12. Như vậy, đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số. Chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu số và cộng hai tử số 5 cộng 4 và giữ nguyên mẫu số là 12. Chúng ta sẽ ra phân số 9 phần 12. Đến đây, chúng ta có thể rút gọn phân số 9 phần 12 bằng phân số 3 phần 4. Như vậy cô và các em đã hoàn thành xong bài tập số 1 A và bài tập số 1B Bạn nào có cùng đáp án với cô, cô có lại khen Bây giờ cô mời các em sang tiếp hoạt động 2 Hoạt động 2, bài 2, tính A, 2 phần 7 cộng 3 phần 5 31 phần 35 trừ 2 phần 7 31 phần 35 trừ 3 phần 5, 3 phần 5 cộng 2 phần 7. Ở đây là phép cộng và phép trừ. Hai phân số khác mẫu số. Chúng ta đã nhắc lại ở bài số 1. Bây giờ các em hãy nhớ lại quy tắc và bắt đầu làm bài cùng cô. Cô mời các em bắt đầu làm bài. Các em đã có kết quả rồi, phải không nào? Bây giờ hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu kết quả cùng cô. Ở bài tính đầu tiên, phân số 2 phần 7 cộng 3 phần 5. Ở đây chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Phân số 2 phần 7 chúng ta sẽ nhân 2 và 7 cho 5. Thì chúng ta sẽ được phân số là 10 phần 35 cộng Phân số 3 phần 5 chúng ta sẽ nhân 3 với 7 và nhân 5 với 7 sẽ được phân số là 21 phần 35. Ở đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số. Chúng ta có kết quả là 31 phần 35. Ở phép tính kế tiếp, 31 phần 35 trừ 2 phần 7 ở đây chúng ta thấy được 35 chia hết cho 7. 35 chia 7 được 5. Như vậy chúng ta sẽ giữ nguyên phân số 31 phần 35. Và chúng ta quy đồng phân số 2 phần 7. 31 phần 35 trừ phân số 2 phần 7 chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 5 và 7 nhân với 5 sẽ ra phân số 10 phần 35. Như vậy, đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số. 31 phần 35 trừ 10 phần 35 sẽ cho ra kết quả là 21 phần 35. Đến đây, chúng ta có thể rút gọn phân số 21 phần 35 bằng 3 phần 5. Ở phép tính kế tiếp 31 phần 35 trừ 3 phần 5. Ở đây chúng ta cũng thấy được 35 chia hết cho 5, 35 chia 5 bằng 7. Như vậy chúng ta sẽ giữ nguyên phân số 31 phần 35 và quy đồng phân số 3 phần 5. 31 phần 35 sẽ trừ à, phân số 3 phần 5, cô sẽ lấy 3 nhân 7 và 5 x 7 sẽ ra phân số là 21 phần 35. Đến đây chúng ta nhận thấy được đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số. Như vậy 31 phần 35 trừ 21 phần 35 bằng 10 phần 35. Ở đây chúng ta có thể rút gọn phân số 10 phần 35 bằng phân số 2 phần 7. Phép tính kế tiếp phân số 3 phần 5 cộng 2 phần 7. Ở đây chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Phân số 3 phần 5 chúng ta sẽ lấy 3 x 7 và 5 x 7 sẽ ra phân số là 21 phần 35 cộng. Phân số 2 phần 7 cô quy đồng cô sẽ lấy 2 x 5 và 7 x 5 được phân số là 10 phần 35. Tương tự các em cũng nhận thấy được đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số. Như vậy 21 phần 35 cộng 10 phần 35 sẽ cho ra kết quả là 31 phần 35. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 2A. Như vậy bạn nào có cùng đáp án với cô, cô có lời khen. Bây giờ cô mời các em sang bài tập số 2 B câu B phân số 3 phần 4 cộng 1 phần 6 11 phần 12 trừ 3 phần 4 11 phần 12 trừ 1 phần 6 1 phần 6 cộng 3 phần 4 Ở đây các em nhận thấy cũng là các phép tính cộng và phép tính trừ hai phân số khác mẫu số Chúng ta cũng áp dụng quy tắc ở bài tập số 1 mà cô đã nhắc để hoàn thành bài tập số 2B. Bây giờ cô mời các em bắt đầu làm bài. Các em đã có kết quả rồi, phải không nào? Bây giờ hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu kết quả cùng cô. 3 phần 4 cộng 1 phần 6. Chúng ta sẽ lấy phân số 3 phần 4, chúng ta quy đồng. Chúng ta sẽ lấy 3 nhân 6 và 4 nhân 6 thì chúng ta được phân số là 18 phần 24 cộng phân số 1 phần 6. Cô sẽ lấy 1 nhân 4, 6 nhân 4 và cô được kết quả của phân số đó là 4 phần 24. Ở đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số. Như vậy 18 phần 24 cộng 4 phần 24 sẽ bằng 22 phần 24. Đến đây chúng ta có thể rút gọn phân số 22 phần 24 bằng phân số 11 phần 12. Ở phép tính thứ hai của câu B, 11 phần 12 trừ 3 phần 4. Ở đây chúng ta nhận thấy được 12 chia hết cho 4, 12 chia 4 được 3. Như vậy các em sẽ giữ nguyên phân số 11 phần 12 và quy đồng phân số 3 phần 4. Như vậy phân số 3 phần 4 cô sẽ quy đồng là lấy 3 nhân 3 và lấy 4 nhân 3 cô được phân số là 9 phần 12. Đến đây chúng ta thấy đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số. 11 phần 12 trừ 9 phần 12 ra kết quả là 2 phần 12. Đến đây chúng ta cũng có thể rút gọn phân số này thành phân số 1 phần 6. Ở phép tính kế tiếp, 11 phần 12 trừ 1 phần 6. Chúng ta cũng nhận thấy được 12 chia hết cho 6. 12 chia 6 được 2. Như vậy chúng ta sẽ giữ nguyên phân số 11 phần 12 và quy động phân số 1 phần 6. Phân số 1 phần 6 cô sẽ quy đồng là 1 x 2, 6 x 2 thì được phân số là 2 phần 12. Đến đây, đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số. 11 phần 12 trừ 2 phần 12 sẽ bằng 9 phần 12. Các em lưu ý, đến đây chúng ta có thể rút gọn phân số. 9 phần 12 bằng 3 phần 4. Ở phép tính cuối của bài B, 1 phần 6 cộng 3 phần 4. Chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Ở phân số đầu tiên, phân số 1 phần 6, chúng ta sẽ lấy 1 x 4 3 x 6 nhân 4 được phân số là 4/24. Cộng cho phân số thứ hai chúng ta quy đồng. 3/4 chúng ta sẽ nhân 3 với 6 và nhân 4 với 6 được phân số là 18/24. Đến đây thì chúng ta cũng thấy đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số. Như vậy 4/24 cộng 18 phần 24 sẽ cho ra kết quả là 22 phần 24. Đến đây ở phân số 22 phần 24, các em có thể rút gọn thành phân số 11 phần 12. Các em lưu ý, trong phép cộng có tính chất giao hoán. Khi chúng ta đổi vị trí hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Chẳng hạn ở bài tính, phân số 3 phần 4 Cộng phân số 1 phần 6 Và bài tính phân số 1 phần 6 Cộng phân số 3 phần 4 Đều cho ra kết quả là 11 phần 12 Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong Bài tập số 2B Và cũng là bài tập kết thúc Của bài tập số 2 à, Bạn nào có cùng đáp án với cô Cô có lời khen Cô mời các em sang tiếp Hoạt động 3 Bài 3 Tìm x A 2 phần 9 cộng x bằng 1. B. 6 phần 7 trừ x bằng 2 phần 3. C. X trừ 1 phần 2 bằng 1 phần 4. Các em lưu ý cho cô. Ở câu A, phép tính 2 phần 9 cộng x bằng 1. Trong phép cộng này, 2 phần 9 được gọi là số hạng và x là số hạng chưa biết 1 là tổng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào? À muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Ở câu B phân số 6 phần 7 trừ x bằng 2 phần 3. 6 phần 7 trong phép trừ này được gọi là số bị trừ. X là số trừ. 2 phần 3 là hiệu. Vậy Muốn tìm số trừ, ta làm như thế nào? Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Ở câu C, x trừ 1 phần 2 bằng 1 phần 4. Trong phép trừ này, x là số bị trừ, 1 phần 2 là số trừ và 1 phần 4 là hiệu. Vậy, muốn tìm số bị trừ, Ta làm như thế nào? Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy, cô vừa nhắc lại cho các em ba quy tắc về tìm số hạng chưa biết, tìm số bị trừ, tìm số trừ. Bây giờ các em hãy bắt đầu làm bài cùng cô. Các em đã có kết quả rồi phải không nào? Bây giờ hãy nhìn lên màn hình và đối chiếu kết quả cùng cô. Ở câu A, 2 phần 9 cộng x bằng 1, cô sẽ có x bằng 1 trừ 2 phần 9, x bằng 7 phần 9. Ở câu B, 6 phần 7 trừ x bằng 2 phần 3, x bằng 6 phần 7 trừ 2 phần 3, x bằng 4 phần 21. Ở câu C, x trừ 1 phần 2 bằng 1 phần 4, x bằng 1 phần 4 cộng 1 phần 2, x sẽ bằng 3 phần 4. Như vậy, bạn nào có cùng đáp án với cô ở 3 bài tập A, B, C của bài 3, cô có lời khen chung cho tất cả các em. Và để giúp cho các em nhớ được các quy tắc về cộng trừ hai phân số cùng mẫu số và cộng trừ hai phân số khác mẫu số cô mời các em vào phần củng cố muốn cộng hai phân số muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta làm như thế nào? Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm như thế nào? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó các em thân mến như vậy là chúng ta vừa nhắc lại xong bốn quy tắc về phép cộng phép trừ Hai phân số cùng mẫu số và hai phân số khác mẫu số. Bây giờ cô có phần bài tập ở nhà dành cho các em. Bài tập ở nhà. Các em làm cho cô bài 4, bài 5 trang 168. Chuẩn bị bài ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo trang 168. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi nếu trong quá trình học các em có gặp khó khăn thì hãy liên hệ đến giáo viên chủ nhiệm nhờ hỗ trợ nhé cô chúc các em chăm ngoan học giỏi chào tạm biệt các em